và các loại côn trùng nó không đến nó cắn con mình. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến một cái tiệm như này. Ở bên trong nó bán rất là nhiều thuốc và các cái đồ dùng dành cho chúng ta. Tiệm này thì bán thuốc này, bán hàng mỹ phẩm này, bán hàng ăn này, rượu này. Đây là các cái loại lăn giảm đau, đau cơ, giảm đau cơ, giảm đau xương của Nhật. Chủ yếu là giảm đau cơ của Nhật Bản. Ví dụ như cái lọ này. Đấy, các bạn thấy không? Giảm đau cơ này, giảm đau các khớp xương này. Nó là dạng lăn kiểu như này. Giá của nó tại bên Nhật chưa có thuế là nó như thế này đấy. À, cái này là có thuế rồi này. Jekomi. Cái này là giảm đau cơ, đau vai, đau các khớp xương này. Các bạn biết một cái loại vòng, đây là một cái loại vòng cho trẻ con đeo vào tay này, đeo vào tay để đuổi côn trùng nhá, đuổi côn trùng, muỗi và các loại côn trùng nó không đến nó cắn con mình. Thì trong một cái túi này nó có 30 cái vòng như này. 30 cái vòng này thì mỗi một cái vòng, mỗi một ngày mình đeo vào cổ tay một cái như này, thì một ngày mình sẽ đeo một cái và nó thời hạn của nó là 12 tiếng như này, đúng không ạ? Cái này tiếng Nhật người ta gọi là Mushiyoke. Còn tiếng Nhật chắc là, tiếng Việt chắc là vòng đeo để đuổi côn trùng. Cái loại này ấy thì dán vào quần áo này. Cái loại này là dán vào quần áo cho con, dán như này để cho muỗi nó khỏi đến này. Còn dưới này ấy thì nó có cái loại xịt vào quần áo này. Loại xịt vào quần áo như này các bạn này. Mushiyoke đây nó xịt vào quần áo. Xịt vào quần áo chứ không phải xịt vào da của chúng ta nhé, không phải xịt vào da của con chúng ta. Thì khi mà chúng ta xịt vào như này ấy, thì côn trùng nó cũng sẽ bay mất này. Côn trùng nó cũng sẽ không đến, muỗi nó không đến nó đốt con chúng ta này. Đấy, có rất là nhiều loại. Đây là miếng dán này. Miếng dán này cũng dán vào các vị trí như này nữa này. Các bạn có nhu cầu thì hãy inbox nhé. Hãy inbox cho chúng tôi để chúng tôi nhập hàng về. Cái vòng chống muỗi khi mà bóc ra thì nó như thế này đây các bạn. Đeo vào tay hoặc là chân trẻ con. Trong một cái túi nó có 30 cái vòng như này. Đang cầm một cái vòng chống muỗi này, đeo vào tay này. Có muốn đeo chân nữa không con? Có thể đeo ở tay, có thể đeo con đeo ở chân ấy. Con hay bị muỗi đốt đâu? Đó, đeo chân. Hay bị muỗi đốt ở chân đấy hả? Ừ. Rồi đeo thế hôm nay muỗi nó sẽ xa rời con. Ôi da, đi học vui vẻ nhé. Nào vẫy tay chào cái nào.